Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu sang nội dung phần bài số 3 à, Nội dung phần bài số 3 có chủ đề là giới thiệu bản thân Và trước khi tìm hiểu sang nội dung phần bài số 3 ấy, Thì mình sẽ xem qua những cái nội dung của phần bài số 2 Phần bài tập ấy, trước mình đã học Thứ nhất là cấu trúc y triệu hễ liền mới Thường đi với nhau chỉ điều kiện Ví dụ như là À, phượng y thiên chính cưa chiều khu, có nghĩa là phượng mỗi lần nghe đến những ca khúc à, tình ca là khóc. Tiếp theo là mình có thể nói là y à, xỉ hoan chiều chiều hôn, vừa thích đã kết hôn rồi. Hay là y xua chiều tạo vừa nhắc đã đến rồi. À, mà y chàng chiều trưởng công vừa nghĩ đã thành công rồi. Đấy. Tiếp theo in way gì một câu trúc là in gì vì cho nên in gì trong ví dụ như là in ma mama xỉ hoan chư thắng của chư suối của số gì a chàng chiên chàng mãi suối của huế chị có nghĩa là bởi vì uh, mẹ rất là thích ăn hoa quả cho nên là cường thường xuyên mua hoa quả về nhà mình có thể nói là in um gì ví dụ như là in vậy ní xỉ hoan số gì Ủa, chiều cái này, vì bạn thích cho nên là tôi sẽ cho bạn hay là in vậy chiến thiên quá hẳn máng vì hôm nay tôi, rất là bận số gì của buổi chiều cho nên tôi không đi chơi chiều là đi chơi hay là như vậy hôm nay hẳn lầy vì hôm nay tôi rất là mệt số gì của bố ban cho nên tôi không có đi làm như Nhưng所以... vậy số gì tiếp theo một câu chúc là suy rán ta sự suy rán là tuy suy rán là tuy tuy nhưng đấy ví dụ như là uh, suy rán chín thiên thiên chị hẳn lòng tuy hôm nay thời tiết rất là lạnh, ta sự a hờ hà sự choan trợ choan chúa toàn chuyển. Mặc dù hôm nay là thời tiết rất là lạnh nhưng mà hà vẫn mặc váy ngắn. Hay là mình có thể nói là yên vậy chín thiên của hẳn máng. Uh, suy đoán suy đoán chín thiên của hẳn máng, ta sự nhưng ta sự quá dễ chịu hẳn. Tuy nhiên hôm nay tôi rất là bận nhưng mà tôi vẫn có vẫn vẫn đi học Uh, uh, tôi vẫn đi đi chơi ấy, xây sự tiếp theo này hay là xây rán tuy bạn không xinh đẹp ta sự tàn sự quá nhưng mà tôi vẫn thích bạn tiếp theo có chút ninh khởi ví dụ như là ninh khởi sự dễ bù ai chết cũng ninh khởi giờ mail giờ bố cân thì chiều hơn thà một mình ở chứ không bao giờ lấy bạn vậy trong cái phần bên dưới con câu ấn ninh khở của ninh khở ai ưa chết sư sợ chết cũng không nhận bố thi của bạn tiếp theo một cái cấu trúc là dâu dâu vừa ví dụ như là nói về tính tính từ nhé thì mình dùng dâu vừa vừa ví dụ như là cao dâu phẳng làm cao dâu treo lẹo vừa cao vừa đẹp nói về động từ mình sẽ dùng từ y và ipn ví dụ như là y pen công tác học vừa học vừa làm y pen học tiếng Hàn vừa học tiếng Trung vừa đi làm tiếp theo phần bài số 3 giới thiệu bản thân này Chỉnh chỉnh mời xin 呀，自己，自己，自我，自我，tự mình hay là bản thân，一下儿，一下儿，một chút，介绍，介绍，giới thiệu，让，让。

Chỉnh tự hãy để cho tôi giới thiệu một chút về bản thân. Tiếp theo này. Tiếp theo này, giới thiệu về họ tên, họ tên. Thứ nhất là xiển. Xiển là họ. Họ tên ấy. sấn mơ, Sớm mơ là gì? Là nào? Sinh miếng Sinh miếng là họ tên Sinh miếng Chào Gọi Tên là Chào Miếng dự Miếng dự Miếng dự là tên Này chào sớm mơ miếng dự Bạn tên là gì? Miếng dự Tiếp theo Chuyển quên Nín quê sinh Chuyển quên Nín quỳ xịn Xin hỏi Ngài họ gì? Ủa xin hoàng Ủa xin hoàng Tôi họ vương Nì chào sân mơ miến dự Nì chào sân mơ miến dự Bạn tên là gì? Nì chào sân mơ Nì chào sân mơ Bạn tên gì? Ủa chào hoàng lán Ủa chào hoàng lán Tôi tên là Vương Lan. 我叫阿南.我叫阿南. Tôi tên là Nam. Tiếp theo, cách hỏi về tuổi. tuổi. Tuờ tả, tuờ tả, bao lớn. Người lớn hỏi về trẻ nhỏ. Tuờ sỏ tua bao nhiêu? Cái hỏi số lượng trên 10. Chỉ là mấy? Chỉ mấy? Cái hỏi số lượng dưới 10. Cao sổ. Cao sổ là bao tuổi? Hỏi tuổi các cụ. Nì chi nén chỉ sợi? Nì chi nén chỉ sợi? Em, cháu, năm nay mấy tuổi? Ủa chi nén sợ 我今年十二岁。Em hay là cháu năm nay mười hai tuổi. 你哥哥今年多少岁？你哥哥今年多少岁？Anh cha bạn năm nay bao nhiêu tuổi？他今年十二岁。他今年十二岁。Em xin lỗi. 他今年二十五岁。他今年。 二十五岁，他今年二十五岁。你爸爸今年多少岁？你爸爸今年多少岁？Đối bạn n ă 我爸爸今年五十六岁。我爸爸今年五十六岁。我 ô i năm n a 您今年高寿了？您今年高寿了？ Cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ủa chi niến 82 tuổi lạ? Ủa chi niến 82 tuổi lạ? Tôi năm nay 82 tuổi rồi. Cách hỏi về quốc tịch này. Sự là phải vâng. Sự là phải vâng. Nả là đâu nào. Nả lỷ. Cái từ nả và từ lý là 2 tháng 3. Cho nên là từ sao sau là ná ná lì đâu nào cúa là quốc nước quốc gia đấy rấn là người rấn duy nán rấn là người việt nam duy nán rấn là người việt nam trung của rấn là người trung quốc đấy, tiếp theo này thái quan rấn thái quan thái quan là đài loan thái quan rấn là người đài loan tiếp theo này à, khóa chéo khóa chéo hoa kiều khóa chéo hoa kiều sư trung bạn là người trung quốc phải không ủa của tôi không phải là người trung quốc 我不是中国人，tôi không phải là người trung quốc 你是越南人吗？你是越南人吗？Bạn là người Việt Nam phải không？是，我是越南人。是，我是越南人。Đúng, tôi là người Việt Nam.